Cho người lớn chúng ta. Đây là một môn nghệ thuật đường phố dân gian thường được biểu diễn trong các dịp lễ hội, đặc biệt là Tết Nguyên Đán và Tết Trung Thu. Vì ba con vật lành tượng trưng cho điểm lành và sự thịnh vượng phát đạt. Và ngay sau đây, mời quý vị chúng ta cùng đến với mạng môn lân.